Đây là nơi nào? Nơi đây là Âm Phong Cốc, thuộc núi Bách Man, là doanh trại của đại ca ta ở Trung Nguyên. Vào đi, đại ca ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nào, chắc là chỗ này rồi. Sư phụ cũng đã vào Thục Sơn, đã chuẩn bị xong mắt trận phối hợp rồi. Sư huynh, chúng ta bắt đầu thôi. Chờ chút, hay là vẫn nên chờ ta ra xong rồi hãy bắt đầu? Ta đã nói người Trung Nguyên đến Âm Phong Cốc chỉ có con đường chết thôi. Đại ca, đại ca, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Huống hồ trong người huynh ấy có huyết thống ma địa, cũng muốn trở thành cánh tay đắc lực của đại ca. Vào ma địa của ta nhất định phải trải qua nghi thức xối ma khí lên đầu, dùng bạch cốt suy để nội lực trong cơ thể chuyển hóa thành ma khí. Mị Nhi, cứ chờ hắn trải qua cửa ải này rồi tính tiếp. Mình không sao chứ? Bạch cốt suy là vật quý giá nhất của đồ bá, nếu không hủy đi cùng đồ bá chỉ e tai họa không lường. Nhưng muội không ngờ huynh ấy lại gạt ta. Huynh ấy diễn quá giống thật, thật đến nỗi muốn phủ định lại tất cả đã là chuyện không thể nữa rồi. Nếu đã là người của mình, ta sẽ để ngươi được mở rộng tầm mắt. Đại ca, Cảnh Ngã, Mị Nhi, muội nhìn thấy chưa? Là kiếm pháp của Thục Sơn, không có một kẻ Trung Hoa nào đáng tin đâu. Hắn luôn gạt muội. Tại hạ là Thượng quan Cảnh Ngã Thục Sơn. Thượng quan Cảnh Ngã, huynh luôn lợi dụng ta. Hôm qua huynh còn cùng ta, xin lỗi, trời sinh chúng ta là kẻ địch. Nếu chúng ta là kẻ địch thì không cần phải nói xin lỗi. Khi ta giết huynh cũng sẽ không nương tay đâu.
Giết hắn đi. Đại sư huynh, mắt trận phong ấn của sư phụ đã mở ra rồi. Nếu không mở trận thì sẽ không còn kịp đâu. Bắt đầu thôi. Dân. Sư phụ, trận pháp của đại sư huynh đã xong. Trận pháp này là mắt trận của gián ma trận, cũng chính là mắt trận phong ấn. Nó chắc chắn sẽ giúp đỡ ta phong ấn yêu ma ở Tây Vực. Cảnh Ngã, tại sao nó lại ở cùng đầu bá chứ? Sư phụ, Cảnh Ngã sư huynh chấp nhận đặt mình vào nguy hiểm. Huynh ấy vì muốn tìm được đầu bá nên mới làm quen với yêu nữ. Chuyện này đại sư huynh và Vô Ngã sư huynh đều có thể làm chứng. Tại sao các ngươi không nói sớm hả? Con sợ sư phụ về chuyện huyết thống sẽ nghi ngờ huynh ấy, cho nên con... Sư phụ, Cảnh Ngã sư đệ hình như sẽ không chống đỡ được rồi. Mắt trận phong ấn đã khởi động, không thể dừng. Không, sư huynh vì Thục Sơn mới phải mạo hiểm. Người không thể để huynh ấy cũng bị phong ấn được. Muộn rồi. Lần này nếu không tiêu diệt đồ bá, Võ Lâm Trung Nguyên sẽ không được yên ổn. Phải lấy đại cục làm trọng. Có lẽ đó chính là số phận của Cảnh Ngã. Bạch Mi chân nhân lại sai một kẻ, nửa người nửa thú như ngươi đến đối phó với ta ư? Bạch Cốt Suy đang ở trong tay của đồ bá ta, chỉ một gián ma trận nhỏ nho làm sao có thể gây khó khăn cho ta được? Đại ca, nếu không chạy sẽ không kịp nữa đâu. Làm hỏng kế hoạch của ta, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ta đi cứu Cảnh Ngã. Dân. Sư phụ, cuối cùng người vẫn nhẫn tâm bỏ lại con. Tố Nhân, con muốn làm gì? Tổ sư đã nói, chỉ cần có lòng thì có thể dùng máu để mở thiên môn, mở ra lỗ hổng phong ấn. Đó chỉ là trong truyền thuyết thôi. Sư huynh đối xử thật lòng với ta, ta cũng đối xử thật lòng với huynh ấy. Ta biết mình đang làm trái lời sư phụ. Nếu làm sai, Tố Nhân bằng lòng lấy cái chết để đền tội. Chỉ mong có thể đổi lấy cho sư huynh một con đường sống. Sư đệ,
sư đệ, đi thôi.